Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn Và xin chúc cho tất cả quý vị các bạn được nhiều sức khỏe một ngày, nhiều năng lượng và nhiều niềm vui Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn Thành thật cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều Vâng, kính thưa các bạn Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một con phố cho người dân Sài Gòn cảm giác được thư giãn à, trong những buổi hoàng hôn chiều về và ở nơi đó có một cái không gian thật là đặc biệt à, gió mát từ sông bạch đằng à, thổi lên làm cho con người ta khoan khoái và um, có những nhóm bạn rồi à, có những uh, nhóm người có những công ích xã hội ở đó nữa nó làm cho phố đi bộ nó vui nhộn hơn và nhất là tuổi trẻ tuổi thiên ở đó rất nhiều à, nhưng ở đâu đó cũng có à, những hình ảnh làm xấu đi Cái con phố đi bộ Như là xin tiền điểu ở đó nè Rồi chặt chém nè Lộng hành ở phố đi bộ rất nhiều Nhất là đậu xe, vô tội vạ Rồi có những chỗ bán hàng rong Mà chúng ta đều thấy um, Có nhiều khi họ chặt chém Kinh khủng luôn à, Và có một uh, Cô gái tôi đã Xem trong uh, một cái youtube nói uh, Khi mà cô mua Có mấy sâu thịt nướng với lại một ly trà đào thôi mà chặt chém đến 450 000 đồng. Nhưng mà cô hỏi lại 450 000 đồng lần hả? Thì người kia nói rằng là đúng vậy. Thì bạn của cô ta có nói rằng đừng có kèo nài với họ, không thôi là bị ăn đập đó. À, à, chẳng những bán hàng xong xuôi, còn à, dở trò à, côn đồ như vậy thì là không đúng với lại khách hàng phải không các bạn ha? Ngoài ra vì ở nơi đó có nhiều du khách du lịch nữa đó rồi à, có một tình trạng nữa là một lần có một à, công an đi tới đó dẫn một cái em bé à, thổi dầu lửa thổi lửa đất bằng à, ngậm dầu phun lửa đó à, để về trụ sở công an uhm, đã hỏi à, tại sao làm công việc đó nguy hiểm như vậy thì nhiều người đã ngăn cản người công an này à, dẫn em bé về trụ sở thì à, anh cao an này có nói một câu mà làm cho nhiều người thức tỉnh rằng là đáng lẽ giờ này cháu này phải đi học thêm hoặc ở nhà được ba mẹ chăm sóc chứ không phải đứng ở đây làm những cái việc nguy hiểm như thế này như thế mà các bạn lại cổ vũ là như thế nào vâng bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với nhau qua những việc nêu à, trên qua những tờ báo pháp luật nè, tờ báo tuổi trẻ nè, tờ báo văn hóa nè. Chúng ta chỉ muốn con phố đi bộ nó sạch sẽ, trong mát và nó có cái nhìn trong ánh mắt của người khách du lịch là một con phố đi bộ hoàn toàn với ý nghĩa của nó. Xin tiền điểu chặt chém lộng hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xin tiền điểu hàng rong nhốn nháo lấn chiếm không gian bán chặt chém là hiện trạng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thông tin được uh, tuổi trẻ online ghi nhận vào ngày 5 tháng 4 vừa rồi. Lâu nay việc bán hàng rong ăn xin, xin tiền điệu vốn không lạ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng có xu hướng phát triển ảnh hưởng không tốt đến bộ mặt văn hóa của thành phố. Lôi kéo chụp ảnh rồi xin tiền điệu lúc đầu anh có nói với tôi xin một tấm hình và cho tôi một cây kẹo chúng tôi chụp vài tấm ảnh sau đó anh hỏi tôi có mấy đồng không cho xin một ít tôi nghĩ họ cũng mua xin nên uh, cho một người 10.000 đó là lời kể của bạn thanh thúy 17 tuổi khi bị chuột mitski và Tôn ngộ không bắt chụp ảnh rồi giở trò xin điệu dưới hình thức bán kẹo tại phố đi bộ nguyễn huệ theo đó khoảng 20 giờ tại trung tâm phố đi bộ xuất hiện hai thanh niên mặc trang phục mascot chuột Mickey và tôn ngộ không. Họ liên tục di chuyển, lôi kéo khách tham quan chụp ảnh. Sau khi đã chụp ảnh, nhóm người này dúi kẹo vào tay khách và bắt đầu xin tiền dưới dạng tùy tâm. Ông Minh Dũng, viết kêu Úc chia sẻ, chúng tôi cho họ 10.000 đồng, họ chê và đòi lấy 20.000 đồng. Họ nói là sinh viên nên chúng tôi giúp tôi và con tôi ở nước ngoài, thấy họ làm như vậy mất phong cách của người Việt Nam hết. Thà họ nói trước rằng mình là sinh viên, chúng tôi chụp với họ rồi ủng hộ kẹo cho họ thì chúng tôi chấp nhận. Đằng này họ nhảy vào, kêu chụp. Mọi người nghĩ rằng chụp miễn phí nên chụp thoải mái rồi họ lại xin tiền có nghĩa là du khách đến đây người ta đi bộ ở phố Nguyễn Huệ người ta không cần chụp hình nhưng những người này lôi kéo họ vào chụp chứ không phải là họ muốn chụp với những người này theo quan sát nhóm người này chỉ tập trung lôi kéo con mồi là trẻ em phụ nữ vì các đối tượng này dễ tiếp cận và mua hàng theo như tuổi trẻ online cũng ghi nhận thêm một trường hợp sinh điệu công khai khác lần này người sinh điệu là một người đàn ông lớn tuổi Ông có mặt tại phố đi bộ từ chiều, đi dọc theo dãy ghế có khách tham quan, ngồi và chắp tay van xin. Liên tục lặp đi lặp lại với câu nói, cho ông già 10.000 đi con, ông già đổi quá. Chị Quỳnh Kiều, 35 tuổi, cho biết lần nào ra phố đi bộ cũng gặp người đàn ông trên. Dù biết ông đã xin tiền của nhiều người, nhưng chị vẫn lấy tiền ra cho ông vì ông sẽ đứng nài nỉ mãi nếu chưa môi được tiền. Khi đã đi hết một lượt với số tiền kha khá, người đàn ông liền biến mất trong đám đông, đến khoảng 1 giờ sau ông quay trở lại thực hiện hành động như trước. Quý vị tưởng tượng rằng, một dãy con phố đi bộ vậy, một người cứ 10.000, ngàn, 10 ngàn, vài chục người thì kiếm được vài trăm ngàn rồi. Sau đó một hai tiếng đồng hồ sau, trở lại làm như vậy thì thử một đêm ông sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Hàng rong chặt kém, xả rác ở phố đi bộ ngoài xin tiền đểu bị cắt uh, gánh hàng rong lấn chiếm không gian lối đi cũng thường xuyên xuất hiện tại phố đi bộ ngay từ chiều nhiều xe hàng rong đã chọn sẵn vị trí và hiện ngang bày hàng tại đây càng về đêm số lượng xe hàng rong ngày một nhiều đặc điểm chung giữa các xe là thay đổi địa điểm liên tục người bán hàng cũng luôn trong tư thế sẵn sàng dọn hàng chạy khi thấy lực lượng đô thị chỉ trong một buổi tối. Các người bán đã phải chạy ít nhất 7 lần, nhưng khi lực lượng đô thị vừa qua, họ lập tức trở lại buôn bán bình thường. Có nghĩa giống như là bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Nói về chất lượng và cánh hàng rong này, chị Quỳnh Kiều cho biết từng mua ly trà đào với giá 50.000 đồng một ly. Ly nước có hai miếng đào nhỏ là bị giống nước lã có đường mà thôi. Ừ ly trà đào nhưng mà nó giống như nước lạ, rồi uh, bỏ chút xíu đường với hai miếng đào nhỏ mà thôi 50 chục ngàn vì khách tham quan này còn nói sẽ không mua hàng tại phố đi bộ lần thứ hai vì giá đồ uống ở đây tương đương với các thương hiệu nổi tiếng nhưng chất lượng lại rất là kém ngoài những hàng rong gây mất trật tự tại hai bên phố đi bộ có nhiều người dân đổ xe không đúng chỗ vì để tiện lợi nhiều người chọn dựng xe gần chỗ ngồi mặc cho gần đó có nhiều địa điểm gửi xe điều này góp phần gây cản trở giao thông là mất mỹ quan của đô thị bên cạnh đó theo chứng kiến của ông minh dũng vào những ngày cuối tuần phố đi bộ thường không đảm bảo vệ sinh do có nhiều người vứt rác bừa bãi ông dũng hy vọng phố đi bộ có thể sạch hơn từ đó cải thiện cái nhìn của khách nước ngoài về cốt cách của người Việt Nam chúng ta. Mặt khác, ông mong những người bán hàng rong ở phố đi bộ có thể buôn bán theo một cách thức hoạt động khác so với tình hình lộn xộn như là hiện nay. Cũng tại phố đi bộ này, bị đám đông bao dây trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, người công an nói lời cảm động. Một công an đang tìm cách đưa những em nhỏ hành nghề thổi lửa về trụ sở làm việc thì đám đông vây lại, quay phim, chụp hình, ngăn cản trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào ngày 3 tháng 4, mạng xã hội xôn xao clip vụ một người mặc đồng phục của công an bị đám đông ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vây lại quay phim, chụp hình và ngăn người này để các em nhỏ hành nghề ảo thuật thổi lửa, ngậm xăng hoặc dầu để phun ra lửa có thể bỏ chạy. Theo đoạn clip chia sẻ hơn một phút, một người mặc đồng phục công an đang xử lý đưa những em nhỏ hành nghề thổi lửa về trụ sở làm việc thì bị nhiều người cố tình ngăn cản để em nhỏ chạy đi. Sau đó, người này bất lực nói, người ta đang lợi dụng nó để kiếm tiền cho người ta, chúng tôi đưa nó về để làm rõ vấn đề các anh chị đang giúp người đó có hiểu không có nghĩa là các anh chị đang giúp kẻ xấu lợi dụng các em nhỏ lợi dụng sức lao động của các em nhỏ hành nghề phun lửa một việc làm rất là nguy hiểm vì này cũng nói thêm đó là trẻ em dưới vị thành niên các anh chị nghĩ là con cái của mình bị bắt làm những việc như vậy các anh chị có chịu hay không vậy mà ai cũng hỗ trợ tụi nó không nói được vì là trẻ dưới vị thành niên. Sao mà biết được điều đó để nói? Có ai con nít mà ra đường cầm lửa thổi ngoài đường hay không? Các anh chị nghĩ đi. Giờ này nó phải đi học. Chứ không phải đứng đây thổi lửa cho mọi người xem. Các anh chị có hiểu hay không? Nói xong, người công an nhìn đám đông rồi lắc đầu rời đi. Đôi mắt cũng đỏ ứng lên. Vì bức xúc, còn đám đông thì im lặng sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội, hàng ngàn người đã vào bình luận và chia sẻ đoạn clip này. Nhiều người đồng tình với câu nói của người công an làm nhiệm vụ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bạn Hoàng Kiếm nêu ý kiến, tôi đồng ý với công an, hy vọng nhà nước có động thái ngăn chặn. Vì vào thành phố Hồ Chí Minh mình rất bất lực khi nhìn thấy mấy hành động này, ức mà không làm gì được. Bạn Hồng Linh Nguyễn cho biết, giờ này Chúng đang phải đi học chứ, không phải đứng đây để thổi lửa cho mấy người livestream. Công an này nói chuyện quá chuẩn đi mà. Một số ý kiến khác phê phán việc đám đông vây quanh livestream cản trở công an làm nhiệm vụ, cầm cái điện thoại thông minh để bù cho cái sự thông minh thiếu thốn của mình. Do sự hiểu biết quá ít mà nhiều người cứ tưởng là mình đang làm việc tốt, hóa ra là đang hại người. trao đổi qua điện thoại với phóng viên, đại diện quận nhất cho biết đã nắm thông tin trên mạng xã hội nhưng chưa có báo cáo, khi có thông tin sẽ cung cấp cho phóng viên. Đại diện quận nhất cũng thông tin đây là một công tác thường xuyên của công an phường khi xử lý tình trạng xe đẩy hàng rong lang thang xin ăn trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo nguồn tin của phóng viên người lao động, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút À, lúc này, một chiến sĩ công an ở phường Bến Nghé, quận Nhất đang đưa những em nhỏ hành nghề thổi lửa trái phép ở phố đi bộ về trụ sở làm rõ thì bị một đám đông cố tình ngăn cản gián tiếp để các em nhỏ này bỏ chạy. Như vậy, có những việc làm tốt của chúng ta có đôi lúc là những việc làm hại các em nhỏ. Chúng ta có thể nghĩ rằng nếu chúng ta bắt gặp được con, em, cháu của chúng ta ở ngay phố đi bộ bị những người khác lợi dụng làm những việc làm này như là uh, chăn dắt trẻ em ở ngoài đường uh, chia chác uh, với số tiền kiếm được thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có đứng làm ngờ hay không? Hay là các bạn muốn công an đưa các em này về trụ sở để làm rõ vấn đề? Đôi lúc việc làm của mình hãy suy nghĩ trước khi chúng ta bấm điện thoại livestream cảm ơn tất cả quý vị và nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh cho mình thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều xin chào